Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục Kinh tế và Hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập tuần này sẽ tập trung vào chủ đề: phát triển chuỗi cửa hàng cung ứng sẽ góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đối mặt với những thử thách đòi hỏi bản lĩnh và kinh nghiệm kinh doanh. Và ngay sau đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của chương trình, bắt đầu bằng tiểu mục KT07. Sau động thái hạn chế xuất khẩu gạo tại Ấn Độ, giá gạo ở châu Á đạt mức cao nhất trong 15 năm. Sự tác động của dự lúa gạo lớn nhất thế giới là Ấn Độ có ảnh hưởng đến hoạt động mua bán lương thực trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ thị về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Giá gạo trong nước những ngày qua đã tăng bình quân 1 đến 2.000 đồng một ký. Giá lương thực tăng, các quán ăn cũng đang rục rịch tăng giá. Bộ Công Thương đã yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ trục lợi bất chính, đẩy giá lúa gạo lên cao bất hợp lý, gây bất ổn thị trường trong nước, ảnh hưởng đến uy tín gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Mới đây, hai doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh phân bón dẫn đầu cả nước là phân bón Phú Mỹ và phân bón Cà Mau đã kiến nghị Quốc hội và Chính phủ đưa mặt hàng phân bón vào diện chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế 0% hoặc 5%. Lý do là doanh nghiệp không được khấu trừ thuế đầu vào mà phải hạch toán vào chi phí. Điều này làm cho giá thành sản phẩm phân bón tăng từ 5 đến 8%, dẫn đến giá phân bón đến tay nông dân tăng theo. Một lý do nữa là các hoạt động đầu tư mới vào công nghệ sản xuất do không được khấu trừ thuế VAT đầu vào làm tăng chi phí đầu tư, dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp, doanh nghiệp sẽ không dám đầu tư công nghệ mới. Như vậy, Việt Nam có nguy cơ trở thành nước có công nghệ sản xuất phân bón lạc hậu. Thưa quý vị, kinh doanh theo hình thức chuỗi cửa hàng đang nở rộ trong những năm gần đây và dần trở thành xu thế tất yếu của các doanh nghiệp bán lẻ nhằm gia tăng sự nhận biết thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Với những ưu điểm như chủ động về hàng hóa, các chương trình khuyến mãi quảng cáo, kiểm soát được tình hình bán hàng, nắm bắt nhanh chóng thị trường, nên việc xây dựng chuỗi cửa hàng đang là cách thức kinh doanh mà nhiều doanh nghiệp hướng đến. Sau một thời gian bán online do dịch bệnh, các doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu chú trọng hơn đến việc phát triển các chuỗi cửa hàng. Mục đích chính là gia tăng tiếp cận với khách hàng. Cửa hàng Kim Khí này là một trong ba cửa hàng của công ty Thiên Tân Phát. Chủ doanh nghiệp cho biết việc quản lý chủ cửa hàng rất có lợi, đặc biệt với ngành kim khí điện máy, vì doanh nghiệp có thể đảo hàng giữa các cửa hàng. Ba cửa hàng của doanh nghiệp luôn luân chuyển hàng hóa, vì vậy khách hàng luôn thấy hàng hóa ở mỗi cửa hàng đều đầy đủ và đa dạng. Cũng với cách thức này, công ty còn có kế hoạch sẽ phát triển thêm một số cửa hàng nữa trong thời gian tới để người mua tiếp cận gần gũi hơn với hàng hóa. Chỉ cần đầu tư mặt bằng kinh doanh, còn hàng hóa thì không đáng ngại. Cùng một chủng loại hàng hóa, công ty sẽ tách mỗi nhóm một mặt hàng để đưa sang cửa hàng mới. Hiện nay là chúng tôi có 3 cơ sở, hiện nay là đang kinh doanh các mặt hàng về ngành ngũ kim, thì bao gồm đồ sắt, đồ điện, đồ nước, dụng cụ cùng tay rất là nhiều. Ngày xưa mình kỹ 10 thì bây giờ phải kỹ 100 luôn để mà xem lại những hàng tồn kho. Tất cả chúng ta phải cân đối hàng tồn kho và ưu tiên đẩy hàng đi nhanh nhất và xoay vòng. Hồi trước là mình lưu kho để mình có cái lợi nhuận tốt hơn vì chúng ta mua giá tốt khi chúng ta mua số nhiều. Nhưng hiện nay cái lợi nhuận và cái dòng tiền nó nguy hiểm thì chúng ta đang phải chấp nhận rằng là nhập ít thôi để dòng tiền chạy nhanh. Hệ thống cửa hàng trái cây Quỳnh Thi cũng là một thương hiệu phát triển mạnh chuỗi cửa hàng trong những năm qua. Chỉ trong vài năm, doanh nghiệp này đã có gần chục cửa hàng ở Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ. Theo chủ cửa hàng, việc phát triển chuỗi cung ứng chính là tạo sự tiếp cận gần gũi nhất đối với khách hàng, để mỗi khách hàng có thể cảm nhận trực tiếp về hàng hóa. Các cửa hàng càng phát triển về sau, càng có số lượng hàng hóa dồi dào hơn. Trong cái thời điểm kinh tế đang khó khăn, nhưng chúng tôi vừa mở thêm một cửa hàng thứ 7, đó là Quỳnh Thi Fruits and More. Với hệ thống 7 cửa hàng, chúng tôi luôn tự tin là một chuỗi hệ thống phát triển hàng đầu về cung ứng thực phẩm, cũng giống như là các sản phẩm ngoại nhập.
Phát triển quy mô chủ cửa hàng có thể giúp tăng doanh số bán hàng, nhận diện thương hiệu nhanh chóng. Khách hàng sẽ quen mắt khi mức độ tiếp cận nhiều hơn, tạo nên thói quen mua sắm khi nghĩ đến loại hàng hóa cần mua, đặc biệt là với những doanh nghiệp mới tiếp cận thị trường hoặc có nhiều sản phẩm mới thường xuyên, thì việc mở các cửa hàng mới là điều cần thiết. Hiện tại thì chúng tôi có 3 cửa hàng chính tại thành phố Vũng Tàu và một cái ở bên Bà Rịa. Đây là một cái sản phẩm mà cũng không phải là quá mới nhưng mà cũng rất là nhiều người chưa biết đến, thì chúng tôi muốn lan tỏa cái sản phẩm này tới tay nhiều người tiêu dùng hơn. Thưa quý vị, việc phát triển các chuỗi cung ứng hàng hóa, các chuỗi cửa hàng dĩ nhiên là mang lại nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây lại là nhược điểm nếu các doanh nghiệp không tính toán hiệu quả các khoản chi phí. Không ít doanh nghiệp thất bại khi mở cửa hàng mới. Đơn giản chỉ là chi phí mặt bằng quá cao, doanh nghiệp không thể gánh nổi trong thời gian dài. Một số thất bại dễ gặp phải khi xây dựng chuỗi cửa hàng. Chi phí mặt bằng cao hơn nhiều so với lợi nhuận thu được. Vị trí cửa hàng không thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Vị trí cửa hàng không gần gũi đối tượng khách hàng tiềm năng. Không quản lý được hệ thống nhân sự. Không quản lý được tình hình tài chính của tất cả các cửa hàng. Chính vì vậy, các yếu tố mà doanh nghiệp cần chú ý khi phát triển chuỗi cửa hàng gồm chọn đúng vị trí đặt các cửa hàng, chính sách nhân sự hợp lý, huy động vốn xây dựng nền tảng vững chắc, hoạt động chương trình marketing hiệu quả, cân bằng giữa chất lượng và tăng trưởng. Trong các yếu tố kể trên thì vấn đề nhân sự là một yếu tố quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp. Một chủ doanh nghiệp không thể phân thân ở nhiều chi nhánh trong cùng một thời điểm để quản lý tất cả các cửa hàng. Vì vậy, rèn luyện được một đội ngũ nhân sự giỏi ở mỗi cửa hàng, có thể độc lập và tự chủ kinh doanh theo đúng định hướng của chủ doanh nghiệp là điều không dễ dàng, cần phải có một nguyên tắc và quy định theo chuỗi và chọn lựa được những nhân viên tâm huyết. Với 7 cửa hàng thì chúng tôi có 7 quản lý và các bàn luôn được cập nhật những cái gì mới nhất và đảm bảo được rằng là phục vụ được khách tốt nhất. Và với hệ thống 7 cửa hàng và quản lý được tất cả những chuỗi cửa hàng như thế thì với cái tâm doanh nhân thì chúng tôi đã học hỏi mỗi ngày. Đối với bản thân của tôi thì tôi được nâng cấp bằng cách là đi tìm tòi, học hỏi, phát triển và trải nghiệm rất là nhiều. Một vấn đề nữa là chọn vị trí cửa hàng là vấn đề không phải đơn giản. Nơi bán hàng phù hợp với yêu cầu vận chuyển, giới thiệu hàng hóa. Không ít doanh nghiệp phải thuê tư vấn để khảo sát mức độ thành công của vị trí đặt cửa hàng trước khi chọn lựa. Các anh chị biết thì 121 đang đầu tư dựa vào những cụm chung cư mà ở đây khách hàng tập trung rất nhiều ở chung cư. Mà các anh chị biết chung cư là khách hàng hầu như bận rộn đi làm không, nên họ cần có những cái đội ngũ nhân viên mà nói là làm liền và phục vụ ngay. Và đặc biệt các anh chị xung quanh lĩnh vực khu Chí Linh hiện tại đang rất mọc lên rất là nhiều cái khu chung cư phức hợp như La Vida hay The Matrix. Và từ đó tôi biết tâm phục vụ đối tượng khách hàng mới, tôi sẵn sàng đặt một cái văn phòng giao dịch tại Gateway để đón nhận cái sự phát triển mới do cái xu hướng phát triển của khách hàng từ xa. Việc phát triển chuỗi cửa hàng giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc chuyển giao hàng hóa tới khách hàng. Tuy nhiên, cũng vì điều này khiến các doanh nghiệp phải chú trọng về dịch vụ giao hàng cho khách nhiều hơn, vì chỉ cần mất lòng một lần sẽ mất một lượng khách hàng không nhỏ. Nhiều doanh nghiệp cho rằng việc sử dụng nhân viên làm người giao hàng tuy không tiết kiệm được chi phí, nhưng đảm bảo được chất lượng hàng hóa, đặc biệt là những loại hàng hóa cần chăm sóc về mặt kỹ thuật hoặc hàng thực phẩm tươi. Phần lớn là chúng tôi sẽ sử dụng nhân viên của mình giao hàng, bởi vì cái sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm tươi, cần phải giao hàng đến khách hàng nhanh nhất có thể. Thì nhân viên của chúng tôi đã được hướng dẫn đào tạo rằng là phải bảo quản hàng hóa như thế nào, trong điều kiện nhiệt độ và trong những cái bao bì như thế nào để giữ được cái hương vị cũng như là giữ được cái sản phẩm lạnh đến tay khách hàng tiêu dùng luôn. Một trong những cách thức bán hàng hiện nay của các doanh nghiệp là ghép sản phẩm. Một cửa hàng có thể trưng bày nhiều mặt hàng của nhiều doanh nghiệp khác nhau. Vì thế, các doanh nghiệp sẽ tận dụng được số lượng khách hàng của nhau và cũng cùng chia sẻ với nhau chi phí mặt bằng. Đây cũng là một trong những phương pháp bán hàng mới xuất phát từ sự cộng đồng trách nhiệm của các nhóm doanh nghiệp. Thưa quý vị, bằng nhiều cách thức, các doanh nghiệp gia tăng tiếp cận khách hàng trong thời gian phục hồi và phát triển. Xây dựng các chuỗi cửa hàng bán lẻ thành công sẽ giúp cho doanh nghiệp tiến gần hơn với tính chuyên nghiệp, giống như những hãng bán lẻ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Điều tất yếu trong bước đường hội nhập của các doanh nghiệp là phải kiên trì và bản lĩnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế và Hội nhập tuần này. Xin hẹn gặp lại quý vị
cũng trong khung giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào.